Mình ra vào đây. Được. À, cái mặt màu đỏ này được chia đến cái mặt màu vàng bên này nhé. Vậy là mình đã sắp dán xong bốn cái mặt của cái hình này rồi nha các bạn. Các bạn dán keo vào đây. Được, tiếp theo cái phần cuối cùng các bạn lại tiếp tục dán vào cho mình. Dán vào đây nhé. Đây thì như vậy là mình đã có được cái phần ống cắm bút có bốn màu và có bốn cạnh như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần đáy của nó. Cái phần đáy của nó thì các bạn sẽ sử dụng màu đỏ như thế này. Các bạn sẽ đặt cái phần hình vuông này lên đây. Đây, các bạn sẽ dán keo vào bốn cái mặt bên dưới của cái hình này như này giúp mình nhé. Rồi sau đó mình đặt lên trên. Mình đặt lên trên cái phần đế như thế này. Rồi, sau đó thì mình sẽ cắt cái phần đế này đi. Cắt cái phần đế đi này. Các bạn đợi cho keo nó khô nhé, thì các bạn sẽ cắt thì nó sẽ không bị dính vào cái kéo và cắt nó cũng sẽ dễ hơn. Đây, cắt cả bốn góc này đi như này. Sau khi mình đã cắt xong cái phần đáy của cái chiếc ống cắm bút này rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh này nhé các bạn. Mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh này để mình sẽ cắt thành cái phần trang trí ở cái phần đáy của cái ống cắm bút này. Thì mình sẽ cắt thành một cái phần đáy như thế này. Mình sẽ cắt như này và mình sẽ dán xuống đây. Đây nha các bạn, mình sẽ dán xuống bên dưới của cái ống cắm bút như này nhé. Các bạn cứ dán trước đi, sau đó thiếu thì mình lại cắt thêm. Bởi vì là mình nhìn là mình biết là nó đang bị gù rồi, nó không thể đủ hết một vòng của cái ống cắm bút này được. Mình cứ dán những cái phần này vào trước đã nhé. Và các bạn có thể cắt cái phần tờ giấy nó dài hẳn ra. Các bạn cắt một tờ giấy dài hẳn ra thì mình sẽ có thể dán được luôn vào. Và mình không cần phải nối các cái phần cạnh nó thiếu ở đây đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cắt tiếp nhé. Cắt tiếp cái phần màu xanh này. Mình sẽ cắt tiếp cái phần màu xanh và mình sẽ nối nốt nó vào cái phần cái góc bên này. Cái bên này thì mình đang cắt ngắn á, mình cắt hơi bị ngắn nha các bạn. Rồi như thế này thì nó sẽ vừa hơn. Bây giờ mình sẽ dán tiếp keo vào đây nhé. Mình sẽ dán tiếp cái phần này lên bên trên của cái ống cắm bút này. Được, các bạn nhanh tay thì mình đã dán keo vào đây rồi. Đây thì sẽ là cái phần cái phần ống cắm bút của mình, nó sẽ có cái phần bên trên này như này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái những cái phần đây là những cái giấy ống ánh đúng không các bạn, thì mình sẽ cắt những cái phần này ra thành cái hình tròn nhỏ nhé, để mình sẽ dán lên bên trên của cái phần màu xanh nhé các bạn. Dán lên cái phần màu xanh để tạo thêm cái điểm nhấn cho cái ống cắm bút này. Thì các bạn cắt nó ra cho mình như này. Tiếp theo đến màu cam này. Được, màu xanh là cây nhé. Được, sau đó đến vàng nhạt này. Được, sau đó đến màu tím đi. Được, bây giờ thì mình sẽ đi dán những cái phần màu này. Mình sẽ dán lên bên trên cái phần tờ giấy màu cái phần giấy màu xanh này nhé. Dán lên đây màu xanh này với màu tím này. Mỗi mặt thì mình sẽ dán hai màu nhé các bạn. Màu xanh màu vàng thì mình sẽ dán với màu xanh nước biển này. Và tiếp theo màu hồng với màu cam. Và mình còn thiếu một cái mặt nữa thì mình chưa có màu. Thì bây giờ mình sẽ đi cắt tiếp hai cái màu nữa. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh dương và màu vàng nhạt nhé các bạn. Màu xanh dương và màu vàng nhạt là hai màu tiếp theo. Đây, tiếp tục màu vàng nhạt.
Mình sẽ dán nốt nó vào nhé, dán nốt nó vào với cái phần này, một này, hai, đây. Và như vậy là các bạn sẽ thấy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để làm được một chiếc ống cắm bút rồi. Và mình sẽ thấy bên trên này nó sẽ có cái hình giống như là cái hình bông hoa nhé, mình sẽ gọi nó là ống cắm bút hình bông hoa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cách mình làm chiếc ống cắm bút.